Với hơn 10 gói thầu đang triển khai thuộc dự án 3 phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, Ban quản lý dự án ODA thành phố đã đề ra mục tiêu trong 2 tháng cuối năm sẽ đạt giải ngân 500 tỷ đồng. Và để đạt kế hoạch này, các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đang được chủ đầu tư và nhà thầu tập trung thực hiện quyết liệt. Công trình xây dựng âu thuyền Cái Khế sau gần 2 tháng triển khai đã đạt tiến độ khoảng 30%. Đơn vị thi công đã tập trung nhiều phương tiện và công nhân trên công trình để thực hiện các hạng mục của gói thầu này. Công tác giải ngân cũng được chủ đầu tư thực hiện đúng quy định. Hiện tại nhà thầu đang tập trung các hạng mục thi công đóng cọc, móng cống, cầu, âu thuyền và trạm bơm. Song song đó là thực hiện các hạng mục đóng cọc kè, nạo vét lòng kênh. Công trình xây dựng cầu Trần Hoàng Na cũng đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, nhất là phía cái răng. Đến nay, công trình này đã đạt 70% tiến độ và đang phấn đấu hợp long vào giữa năm 2023. Từ giờ đến cuối năm, theo những cái sự chỉ đạo của Ban quản lý dự án là sẽ tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để hai phía bờ Cái Răng và bờ Ninh Kiều, từ trụ T6 và T7 và T4 và T5 là phải tập trung lắp xong hết tất cả cái dầm vòm mà để kết nối lên được cái trụ T7. Dự án 3 phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị do Ban quản lý dự án ODA làm chủ đầu tư được triển khai từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân các gói thầu của dự án kéo dài, lãnh đạo thành phố đã nhiều lần kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, nên đến nay đã có nhiều chuyển biến trong thi công. Trong đó, các gói thầu xây dựng kè chống sạt lở trên sông Cần Thơ, tuyến rạch Cái Sơn, âu thuyền Hàng Bàng đều có tiến độ khá tốt và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Thầu cam kết huy động tất cả vật tư, thiết bị, máy móc, con người tập trung là hoàn thiện cống Âu và kết nối đường giao thông. Hiện tại công trình kè 1.15 cặp sông Cái Sơn đã thực hiện được 80% tiến độ. Thì công nhà thầu cũng đang đẩy nhanh tiến độ để hiện tại là đang đổ bê tông mặt đường và hoàn thiện vỉa hè để kịp giải ngân tiến độ. Để các công trình hoàn thành theo kế hoạch thì chủ đầu tư là Ban quản lý dự án ODA còn tập trung cho việc giải ngân. Theo đó, Ban quản lý dự án đề ra mục tiêu giải ngân 500 tỷ đồng trong 2 tháng cuối năm với một số biện pháp cụ thể. Ban cũng đang chỉ đạo nhà thầu tập trung từ đây giải ngân để đạt được khối lượng ước giải ngân từ đây cuối năm khoảng 500 tỷ. Thì theo kế hoạch đề ra, thì song song đó thì cũng ít phần ảnh hưởng tới công tác giải ngân của nhà thầu là liên quan tới mặt bằng. Thì ví dụ như cống Cái Khế thì hiện nay còn là 40 hộ và chưa di dời được, ảnh hưởng tới nhà điều hành. Các gói thầu trong dự án 3 là những công trình trọng điểm của thành phố và cũng đã được Ngân hàng Thế giới VKB chấp thuận việc gia hạn hiệp định dây vốn thêm 1 năm. Do đó, chủ đầu tư cần có biện pháp kiểm tra và đôn đốc tiến độ với những phân kỳ thích hợp để đảm bảo theo cam kết.